Chào các bạn, hôm nay tôi sẽ nói về các bạn nữ nhâm tuất sinh năm 1982 để trả lời cho một số cái câu hỏi mà các bạn hỏi trong cái video lần trước tôi đã làm. Nữ nhâm tuất với nam Tân Hợi sinh năm 1971 là tốt ở vị trí số 2. Nữ nhâm tuất với nam nhâm tý sinh năm 1972 là xấu ở vị trí số 2. Nữ nhâm tuất với nam quý sửu sinh năm 1973 là xấu ở vị trí số 4. Nữ nhâm tuất với nam Giáp Dần sinh năm 1974 là tốt ở vị trí số 3. Nữ nhâm tuất với nam Ất Mão sinh năm 1975 là tốt nhất. Nữ nhâm tuất với nam Bính Thìn sinh năm 1976 là tốt ở vị trí số 4. Nữ nhâm tuất với nam Đinh Tỵ sinh năm 1977 là tốt ở vị trí số 2. Nữ nhâm tuất với nam Mậu Ngọ sinh năm 1978 là xấu ở vị trí số 1. Nữ nhâm tuất với nam Kỷ Mùi sinh năm 1979 là xấu ở vị trí số 3. Nữ nhâm tuất với nam Canh Thân sinh năm 1980 là tốt ở vị trí số 2. Nữ nhâm tuất với nam Tân Dậu sinh năm 1981 là xấu ở vị trí số 2. Nữ nhâm tuất với nam nhâm tuất sinh năm 1982 là xấu nhất, tức là xấu ở vị trí số 4. Nữ nhâm tuất với nam Quý Hợi sinh năm 1983 là tốt ở vị trí số 3. Nữ nhâm tuất với nam Giáp Tý sinh năm 1984 là tốt nhất, tốt ở vị trí số 1. Nữ nhâm tuất với nam Ất Sửu sinh năm 1985 là tốt ở vị trí số 4. Nữ nhâm tuất với nam Bính Dần sinh năm 1986 là tốt ở vị trí số 2. Nữ nhâm tuất với nam Đinh Mão sinh năm 1987 là xấu ở vị trí số 1.